Ok, hello và xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với cả là Hugakia Toilet Tower Defense. Và chào mọi người đã quay trở lại một video nữa. Bây giờ là khoảnh khắc và cuối cùng mình cũng đã ngồi đây để đón được cái update patch của cái tựa game Toilet Tower Defense này. Và trước khi update bắt đầu chỉ còn 20 giây nữa thôi thì các bạn đừng quên là để lại cho mình xin một like và một đăng ký. Và nếu như bạn nào muốn mua unit thì hãy đến ngay với cả là hugakiatoilet.vn các bạn nhá. Là shop toilet mới khai trương của mình. Các bạn thể gọi là lấy link ở ngay dưới mô tả. Đấy, các bạn nhìn thấy bên dưới của mình không? Đấy, nó bảo là tất cả mọi thứ đều ở phần mô tả các bạn nhá. Các bạn thể vào cái link bio để chọn lựa chọn shop và các bạn thể vào hugakiatoilet.vn để mua unit nha. Còn bây giờ ta sẽ cùng đón để xem là cái ST Patrick này nó sẽ gọi là có cái gì nhá. Hình như là nó sẽ resetting server, tức là tất cả chúng ta đều bị đít ra khỏi server à. Nãy mình vừa nhận được đó là hai cái bút các bạn ạ, là cái lắc bút cũng vậy, là cái coi bút. Khi mà mình đứng đây ở trong cái giờ nó update game ấy thì mình sẽ được cái quà đấy các bạn ạ. Mình đứng thử để xem được quà không, và cái kết là đúng là được quà thật. Nhưng mà bây giờ cái game nó sẽ tự reset hay là mình sẽ phải reset nhở? Trước tiên là mình cứ vào xem ra là mình được quà gì đấy nha các bạn nhá. Ngày nào tôi cũng full 100 quà đến từ các bạn luôn các bạn ạ. Wow, cái gì đấy? The post office is currently closed. À ok, như vậy là cái bưu điện đang đóng cửa các bạn ơi. Đang đóng cửa tại vì là game update các bạn ạ. Để mình thử out game ra và vào lại để xem là game đã update chưa nhá. Nó có cái chữ 15M này, tức là 15 minute à? À đây, update ở đây. ST Patrick Day Event ngày 9 tháng 3 năm 2024. Mình không biết là cái này nó là cái sự kiện gì của bên nước ngoài các bạn ạ. Bên nước mình thì không có cái ngày này, cho nên là mình cũng méo hiểu các bạn ha. Từ nào để xem cái update log nào. Nó sẽ có cái sự kiện ST Patrick này, sẽ có cái Clover Crate. À như vậy có thêm một cái hộp mới các bạn ơi. Titan Clover Man. Ui, có 4 lá đấy các bạn ạ, có 4 lá đấy, Clover ấy. New lobby và map, tức là có sảnh mới và map mới luôn các bạn ơi. Và hơn nữa là có thêm nâng cấp cho cái marketplace. Wow, update này có vẻ to hơn mình dự kiến ha. Đây là cái sự kiện các bạn ạ. Ui, Titan Cloverman Mythic AOE DPS tối đa là 50.000 các bạn ạ. Ui, và chúng ta có thể mua cỏ 4 lá bằng Robux để có thể gọi là ấy luôn nha. Để có thể gọi là quay luôn. Hoặc là chúng ta sẽ đi cày như bình thường các bạn ơi. Chúng ta có thể mua được cả cái lucky boot bằng cái cỏ 4 lá luôn. Ui, cái cỏ 4 lá này ngoài việc các bạn quay được cái hộp này thì các bạn còn có thể gọi là mua được cái bút lắc này, khá là hay. Có cả cái bút cỏ 4 lá này. Ui, bút cỏ 4 lá trong 10 tiếng ạ. À nhầm, bút cỏ 4 lá trong 1 tiếng. Một lọ này sẽ là, à nó 2 tiếng chứ. Một lọ này sẽ là ấy các bạn ạ. Một lọ này sẽ là 100 Robux, nhưng mà mua 10 lọ sẽ là 750 Robux à. Wow. Cái gì đây? Chúng ta khi mà win Nightmare thì chúng ta sẽ được 10 cái cỏ 4 lá các bạn ạ. Còn nếu như các bạn chơi Endless thì phải đến tận Way 90 cộng cơ. Thì mình nghĩ là nếu như muốn cày cỏ 4 lá tốt nhất thì vẫn sẽ là chơi Nightmare thôi các bạn ơi. Ok, mình sẽ thử gọi là mua 1.000 cỏ 4 lá bằng Robux luôn nha. Mình sẽ thử mua 1.000 cỏ 4 lá bằng Robux và mình sẽ thử nghiệm để xem là liệu mình có quay ra được cái con gọi là ST Patrick đấy không nha. Mình thử ăn Lucky Boot lên nào. À, như vậy ăn Lucky Boot nó không có hiệu quả với cả là cái này rồi các bạn ạ. Ơ, mà cái hộp nó gọi là Clover Crate đâu? À, Clover Crate chính là cái này các bạn ơi. Phải cái này không ta? Hay là ý nó là cái khác? Mình đâu biết á, nhưng mà mình thử mua con unit này nhá. Mình thử mua con Lee Brand Chowman này xem nào. Để xem là cái chỉ số của nó trông nó như thế nào nhá. Con này nó sẽ nằm ở chỗ nào? À đây, 777 á. Vãi đất thế. Ui, con này là cái dạng bắn cung giống như con Cupid các bạn ạ. Nhưng mà DPS của nó là gấp đôi Cupid luôn. Và cooldown của nó rất là thấp. Như vậy là con này dùng để dép được ở giai đoạn tầm nửa sau game một tí. Kiểu ở giữa game một tí ấy. Cuối game thì không đến mức, nhưng mà đầu game thì cũng không phải. Tại vì đầu game thì ai có tiền các bạn ạ. À, nhưng mà mình sẽ thử gọi là mua thử cái 25 crate này nha. Ui, 25 crate là 250 cái cỏ 4 lá các bạn ạ. Như vậy là cái crate này cũng khá là nhiều. Nó khá là rẻ. Nó không đắt như gọi là cái trái tim. Cái này cứ mỗi lần mỗi trận chơi là mình được một hộp rồi. Ná cái trái tim. Rồi, mình sẽ mở thử mấy cái hũ 7 màu này để xem là mình có trúng được cái con unit mythic của nó không nha các bạn nha. Mình vừa mới mở là mình thấy toàn mấy con cùi nhất rồi. Đó là Lucky Speaker Man các bạn ạ. Con này là con cùi nhất ở trong cái hộp này. Để mình xem thử ra là chỉ số con này trông như nào nhá. Đây, đây là con Lucky ủa, đây là con F mà. Ủa, sao tôi lắm con Legendary này? What the heck? Trời ơi, mà tôi ra toàn con đấy luôn vậy. Không ra được con khác à? À
uncommon đam AOE, ok, có khả năng hồi máu các bạn ạ. Heal rain, à tức là nó sẽ hồi máu cho unit xung quanh các bạn ạ. Dam là từ 300 đến 800, ok. Nói chung là con này có quả chỉ số trông nó kiểu nó cùi bắp đéo chịu được ấy. Đúng là con cùi nhất có khác các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng để mở ra cái con à như vậy nó chỉ có hai loại unit thôi các bạn ơi. Bảo sao nó toàn ra con này. Vãi cả nồi ạ, nó có đúng cái con này cùng với lại là cái con nó có đúng cái con này và cái con ấy thôi. Cái con 1.1% thôi. Trời ơi. Thế thì làm sao mà mở ra được à? Này câu chuyện ở đây là bây giờ có mỗi con này là 99.9% và 0.1% là con Titan Cloverman thì làm sao mà mở ra được? Vãi cả trưởng mày đồ bố về đây à? Mày đang đùa tao đúng không? Má, nó bắt mua cái cỏ bốn lá này bằng Robux chứ nó không cho mua bằng cái game các bạn ạ. Mua được bằng game là ngon rồi. 0.1% tức là tỷ lệ của nó tương đương với cả con DJ TV Man các bạn ạ. Vãi cả nồi. Và nó bằng 1/5 của con ấy thôi. Của con Healer TV Woman thôi. Trời đất ơi. Thế thì chịu rồi. Tầm này mà cái tỷ lệ ra nó cái cỡ gọi là mẹ khó khăn như thế này thì không hiểu là bây giờ phải giải quyết vấn đề như nào. Với cả là bây giờ mình mở như này ấy, nó ra toàn rác, nó ra toàn cái con Lucky Speakerman ấy. Mình không có cách nào để chỉnh cho mấy cái hòm này là kiểu auto bán con này đi nhở. Ra toàn con này luôn đấy các bạn ạ. Nó không ra thêm con khác kiểu. Bây giờ nó mà có thêm một số unit khác nữa, như kiểu bên cái hòm Valentine thì còn đỡ. Đây toàn con này ạ. Như vậy chúng ta sẽ chỉ nhìn là một là con này và hai là cái con màu đỏ kia thôi. Để mình xem có ra con màu đỏ kia không. Mình spam kín cái lobby luôn các bạn ạ. Không ra rồi. Ok được rồi, anh editor hãy gọi là tua nhanh cho em đoạn này để em gọi là mẹ quay ra bằng được cái con gọi là Cloverman này thôi nha. Nhưng mà đây là lần cuối. Yeah, đéo ra. Không ra các bạn ạ. Sau một hồi quay tốn mất một đống Robux của tôi thì câu trả lời của game là đéo ra. Wow, thật sự là hơi bị khó đấy các bạn ạ. 0.1%. Được rồi. Không sao các bạn ạ. Mình sẽ gọi Robux giá rẻ nhá. Con này thì xác định luôn là không bán được. Con này đơn giản là nó quá dễ để các bạn sở hữu mà. Con này các bạn chỉ cần mỗi là chơi một trận game Nightmare thôi là các bạn đã sở hữu con này rồi. Thế đây là về cơ bản là đúng kiểu con này chỉ để bán lấy coin thôi các bạn ạ. Một con được 10 coin thì 100 con mới được 1.000 coin nên là về cơ bản là con này nó cũng vô tác dụng lắm. Đấy, nhưng mà nói chung là con này chỉ có tác dụng duy nhất là bán thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là gọi ác Robux để mình tặng cho mình khoảng mẹ 1 tỷ cái gọi là cỏ bốn lá đấy. Sau đấy mình sẽ mở để xem có ra được cái con Titan Cloverman không các bạn nha. Phải ra được con Titan Cloverman tôi mới chịu được các bạn ạ. Tôi không can tâm để cái game này nó đánh bại mình thế được. Ok các bạn, đợi tí mình sẽ gọi nick. À mà từ từ, trước lúc đấy bây giờ mình đang tranh thủ, mình đang có cái bút lắc làm một tí con Red Laser các bạn nhờ. Có 48.000 coin cơ mà. Rồi, đó hôm trước đúng rồi. Cái video gần đây nhất ý, mình có quay ra được con Ghostly các bạn ạ. Nhưng mà mình đéo biết là mình quay được ra con Ghostly. Các bạn nói mình mới biết, tại vì hôm đấy mình nhận được con Ghostly từ mấy bạn tặng ở trong cái ấy á. Ui, đây được con Red Laser này. Mình được các bạn tặng ở trong cái gọi là Profit ý. Mình không biết, mình tưởng là tặng xong rồi nhận vào là nó cũng có thông báo. Nhưng mà khó hóa ra là ngay từ lần đầu tiên mình vừa bấm summon mình đã ra được con Ghostly các bạn ạ. Không để ý luôn. Trời ơi, tôi xem lại video tôi mới thấy các bạn tag tôi một đống ở đoạn đấy tôi mới biết đấy chứ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Thế là tôi tự dưng tôi có thêm một con Ghostly mà tôi không biết luôn. Bảo sao tự dưng giờ mình thấy dương đồ của mình có thêm con Ghostly ạ. Bịp thật. Ui, 3 con Red Laser rồi các bạn ạ. Mình được 3 con Red Laser rồi. Đúng là nên căn cái khung giờ 1 giờ đêm này để gọi là random unit nó sẽ lợi hơn các bạn ạ. Tại vì con Red Laser này dù gì nó cũng là con mới ấy, cho nên là nó sẽ mạnh hơn ở những cái góc độ nhất định so với mấy con mythic cũ. Đấy, hôm trước mình quay con Titan Cinnamon. Mình đánh giá là nó hơi chuối. Mình rút kinh nghiệm các bạn ạ. Bây giờ là mình đợi 1 giờ đêm để mình quay con Red Laser thôi. Hoặc là những con khác nữa. Chứ cái con đấy tôi sở hữu nhiều quá rồi. Con Titan Cinnamon mình có chục con đấy các bạn ạ. Như vậy là mình được 5 con Red Laser rồi các bạn nhá. Và không được con Ghostly nào. Dạ số chắc chắn là như vậy rồi. Tôi muốn random được thêm một lần nữa các bạn ạ. Tôi không thể can tâm là không ra con Ghostly nào này được. Phát cuối sẽ là ra Ghostly. Lần trước là phát đầu. Lần này là phát... Đéo ra. Đây các bạn ạ.
chúng ta có một đàn gọi là Red Laser. Ê, hôm trước mình có một con, giờ mình có thêm gọi là 5 con nữa. Ui, sao tôi có 4 con Godly này? Ủa, lấy đâu ra lắm đấy? Đẻ ra. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi nạp Robux để mình mua cái đống hộp kia nha. Xong mình sẽ về server riêng của mình để quay cho đỡ đồng. Cảm giác mẹ game nó cứ lắc lắc thì đéo nào các bạn ạ. Ok, đây là 1.000, khoảng 1.500 cái lọ các bạn nhá. Khoảng 1.500 cái chứ thực ra là nó tầm 1.600 về là bao nhiêu các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ mở 1.600 cái hộp này. Cái nó gọi là Clover Crate này các bạn ạ. Để mình xem là liệu mình có ra được con Titan Clover không nhá các bạn ơi. Cái con Titan Clover ấy, thì dành cho bạn nào chưa biết thì cái hình dáng nó trông như này này các bạn ạ. Trông khá là đẹp. Thật sự là mình cũng rất là muốn sở hữu con này. Ê, tính ra trông con này giống con giống con trong robot trái cây các bạn nhở. Có bạn nào đây xem gọi là robot trái cây chưa? Đấy, có một thanh niên là thanh niên quả táo đúng không? Quả táo nó sẽ một xanh lá cây như này này. Đó, thì cũng giống hệt con này luôn. Thề, trông kiểu xịn vãi. Mình khá là thích mấy cái con robot trái cây đấy. Chứ là nhìn con này giống hệt luôn. Nên là mình rất là thích con này. Yeah, mỗi lần mình mở thì nó sẽ được khoảng tầm 2-30 hòm các bạn ạ. Và mình có 1.500 hòm. Thế tức là mình phải bấm như vậy khoảng cỡ 50 lần. 50 lần mở liên tục như này này. Nói chung là bây giờ thì mình nhiều hòm quá cho nên là tỷ lệ nó lại thấp nữa. Cho nên là mình sẽ spam mở thôi. Cho nên là mình sẽ nhờ anh editor tua nhanh đoạn này cho mình nhá các bạn nhá. Đến khi nào ra rồi thì mình sẽ hú. Còn không ra thì tôi cũng sẽ hú. Hú, ý tôi là hú kiểu nghe đau khổ ấy các bạn. Hú như vượn luôn. Đây là các bạn ạ, tôi biết phải làm gì rồi. Tầm này chỉ có bật auto click lên để mới cứu được tôi thôi các bạn ạ. Đấy, tôi phải bật auto click lên. Chứ tình hình này không ok lắm các bạn ạ. Đây các bạn, mình sẽ bấm thử auto click cho các bạn xem nhá. Đó, các bạn thấy kinh chưa? Tôi bật auto click, sau đấy là tôi đi bộ. Đấy, rồi bây giờ nó cứ chỉ việc spam mở cho mình liên tục thôi các bạn ạ. Liên tục luôn. Trời ơi, à rồi ok. Nhiều khi nó sẽ bị gọi là cái lỗi không ô trống. Nhưng không sao hết các bạn ạ. Nói chung là vẫn ổn, ok. Tua nhanh tiếp thôi anh editor ơi. Vãi cả lìn các bạn ạ. Các bạn nhìn cái dàn đằng sau mình kìa. Toàn cái con loa luôn. Các bạn nhìn ở trên màn hình kìa. Vãi cả nồi ạ. Thế kiểu mình spam, đang spam cả nghìn cái hộp ấy. Xong rồi kiểu một đằng sau của mình cứ liên tục là những cái hòm nó bay ra. Đến mức kiểu lag con mẹ cả server luôn rồi các bạn ạ. Ui mà tính ra tôi bấm auto gọi là click nãy giờ mà nó vẫn chưa mở hết. Thì nó phải nhiều tới cỡ nào các bạn. À đây rồi, hết rồi. Hết rồi và có vẻ như tôi đeo trúng rồi các bạn ạ. Hết rồi nhưng có vẻ như tôi đeo trúng. Ui giời ơi. Yeah, như vậy là không ngoài dự kiến của tôi các bạn ạ. Nhân phẩm của tôi nó ở cỡ vĩ mô rồi. Tôi mở vậy gọi là bao nhiêu nhỉ? Tôi mở là đây là 50.000 Robux các bạn ạ. 50.000 tiền Robux của mình các bạn nhá. Không trúng. Toàn lucky speaker man thôi. Chịu đấy. Thua. Lần này thì đúng là chịu thua rồi. Nếu hiểu sao cả cái server này lại có thể có được 600 con các bạn ạ. Tài thật. Mình mở không tài nào ra được luôn. Tại sao mà nó có thể mở ra 600 con này được nhở? Tôi đã chết các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ phải đi dọn cái đống rác này. Ngoài việc là tôi mất tiền ra thì tôi sẽ còn phải đi dọn cái đống rác này nữa. Cái đế con mẹ cứu tao. Ai đấy dọn cái đống rác này hộ tao. Tao khổ quá. Tao khổ quá chúng mày ơi. Ôi trời ơi. Đây là các bạn ơi. Mình có khều được một ông nước ngoài. Là ông ấy sẽ chết cái con gọi là Titan Cloverman. Yeah. By the way, I have two. Why? I just need one. Why? Như vậy là mình sẽ đổi 25.000 game lấy con này các bạn ạ. Thật sự là ông này ông lời điên các bạn ơi. Ô, sao dam của con này lại tận 65.000 là sao? Con này vừa nãy là mình thấy DPS của nó là 50.000 mà ta. Yeah, nói chung là thật sự là cảm ơn bạn nước ngoài nha. Yeah, thank you. Good luck. Ok. Như vậy là sau khi một hồi mà mở mãi đéo ra thì tôi đã đi chết với ông nước ngoài này các bạn ạ. Và tôi đã có con Titan Cloverman. Như vậy là tôi đã đủ full combo. Full cái combo gọi là cỏ ba lá rồi các bạn ạ. Bây giờ ta sẽ cùng vào test cái combo cỏ ba lá này nha các bạn nha. Dòng họ của nhà cỏ ba lá này nó sẽ có cả con dev đầu game là cái con 100 này. Có cả cái con gọi là dev giữa game là con 700.
và thêm cả con Titan Cloverman này luôn. Mình sẽ thử cái dòng họ nhà ba lá này để đi để xem là chúng ta có thắng được cái Nightmare không nhá. Và chúng ta sẽ thử cái map mới luôn các bạn ạ. Cái map mới của nó là hình như là cái map Cameraman HQ đúng không? Dạ, hình như là cái map này các bạn ơi. Ok, mình sẽ thử vào cái map này sẵn sàng nha. Thế nên là các bạn nào muốn sở hữu được con Titan Cloverman này mới nhất, sớm nhất và gọi là nhanh nhất ở Việt Nam thì hãy lên ngay với cả là hungakiatoilet.vn nha các bạn nha. Ngoài ra thì bọn mình cũng sẽ bán rất là nhiều các loại unit khác. Các bạn nào mà muốn mua unit khác thì cũng vẫn có thể lên shop mình để tận hưởng nha, để gọi là sử dụng dịch vụ nha các bạn ơi. Đấy, đang có gọi là khai trương giảm giá là 15% tất cả các loại unit các bạn nha. Đây, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng chơi thử cái map mới, đó chính là cái map Cameraman HQ. Tức là cái này nó là cái trung tâm kiểu như là cái căn cứ của Cameraman đấy các bạn. Cái map này nhìn khá là dễ, tại vì là ý mình là nhìn thì quái dễ chứ không phải là nhìn cái map này trông có vẻ dễ đâu các bạn nhá. Là cái map này là nó là cái chỗ kiểu nó là một cái đường thẳng ấy. Nó nhìn khá đơn giản, giống như là Toilet City các bạn ạ. Không có bị nhiều vật cản lắm như kiểu là cái map mà mình được biết là gần như là khó nhất, đó là cái map Toilet hay quần què gì ấy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử xem cái con gọi là Lucky quần què này xem nó đẹp như nào nhá các bạn nhá. Đây, tôi sẽ để nó vào góc nha. Ồ, như vậy con này là đam AOE các bạn ạ. Thổi đam 300 đam và 1 giây nó sẽ thổi một lần. Mình nghĩ là để vào cái góc tường này là có vẻ nó hợp lý này các bạn ạ. Một giây thổi một lần thì phải thổi ở mấy góc tường này thì nó mới thổi được. À đúng rồi, mình phải xây thêm một con nữa. Xây thêm một con nữa sẽ được 100 các bạn nhá. Còn nếu như nâng cấp thì chỉ được 50 thôi, cho nên ta phải xây thêm một con. Lần này mà có thua thì đấy là do sự cố chắc các bạn nhá. Tại vì là cái map này mình chưa quen ấy, cho nên là mình chưa biết được rằng là cái con này nó đẹp như nào đâu. Ừ, con này nó rất là chậm luôn. Một giây nó mới tỏa được một lần. Ôi 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 ôi, trông có vẻ kiểu mẹ muốn thua ở mấy quay này luôn quá. Thực ra mấy quay này mà có bị vào một tí ấy thì cũng không thua được đâu các bạn ạ. Nhưng mà về cơ bản thì mấy quay này mà thua thì nghe chừng có vẻ là hơi nghiêm trọng các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là con này vẫn sẽ đẹp thêm phát nữa, nhưng mà mình nghĩ là mình nên để thêm một con. Yeah, đằng nào thì mình cũng ngầy ấy các bạn. Đằng nào thì mình cũng 500, mình cũng nâng cấp được một con farm tiền thôi, nên mình nên để thêm hai con này. Ui, con này nó thổi có dấu cộng này các bạn. Mà điều quan trọng là sao game tôi đều có tiếng. À đây rồi, tôi đang bảo thắc mắc là tại sao game tôi đều có tiếng. Ủa, con này thổi nó có tiếng loa các bạn ạ. Có quả tiếng loa kèn này khá là dị. Mình chả biết là con này nó có thổi được lên 1.000 tiền cho mình không nhỉ. Nghe chừng có vẻ là không được các bạn ơi. Không lên được 1.000 tiền đâu. Không lên được 1.000 tiền thì điều đấy có nghĩa là mình sẽ không thể nâng được con 500 kia. Thế thì mình sẽ nâng con 800 các bạn nhá. Đó, mình sẽ nâng con 800. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để cái con gọi là 777 này vào đây luôn. Con này thì mình nghĩ chắc là mình sẽ để như này đi, tại vì con này nó sẽ bút được cả một vùng diện rộng xung quanh này. Ủa, con này còn có cả cái gì nữa ấy, không biết đâu. Con này là dạng piercing các bạn ơi. Nhưng mà mình đang không biết là nó bắn đường thẳng nó có ngon được như cái con gọi là Cupid không. Cho nên là mình sẽ để con này ở đây, tại vì là cái vùng của nó vòng tròn khá là rộng ấy. Nếu mình để đây thì nó sẽ chiếu được bất kỳ mọi nơi các bạn ạ. Đó, nói chung là thôi, tôi không biết chiều nó như nào thì tôi cứ an toàn mà chơi thôi. Có con này 700 này hiện tại là ngon rồi. Có thể đam to chứ, đép ở giữa game là phải gọi là siêu ngon luôn. Ở để đây cũng vẫn xiên giáp ở này. Xiên không được nhiều lắm thôi, nhưng mà vẫn xiên được nha, vẫn ngon nha. Không biết rằng là liệu chúng ta có xiên được con Mutant này không. Hy vọng lái có thể xiên được con Mutant này ạ. Đây, em sẽ để gọi là Strong Git đi. Strong Git đi. Rồi, hai con loa kia thổi với con chạy nhanh của tao nhá. Đúng rồi, bây giờ việc của mày đó là thổi con kia, khả năng là mình nâng lên 1.700 luôn các bạn ạ. Khả năng là mình nâng lên 1.700 luôn cho chắc. Chứ mẹ lỡ lắt nữa mà thua thì buồn cười lắm, trông chú hề lắm các bạn ạ. Rồi, unit farm tiền tôi không tham lắm trong tình huống này. Tại vì là chơi với con unit mới đang không biết nó đẹp như nào. Con này nó sẽ cầm cái gậy phép thuật xong rồi nó kiểu trưởng các bạn ạ. Mình nghĩ giá là con này ngon đấy chứ. Con này mặc dù là đầu game các bạn sẽ không có tiền xây lắm, nhưng mà các bạn có thể gọi là đợi đến tầm một tí thôi. Kiểu đép một chút đầu game thôi là các bạn sẽ xây được cái con này luôn. Và xây được con này rồi nó sẽ có quả gậy đép khá là ngon. Nên là các bạn nào mà có 100 cái cỏ bốn lá nên mua con này nhá. Ui, chiếu cũng ngon đấy chứ. Chiếu cái con lưỡi cưa này mà chiếu ác quỷ như này. À từ từ. Chỉnh sang mục tiêu thành phớt thôi các bạn ạ. Chỉnh mục tiêu sờ trong git nhiều khi nó đéo kết liễu kẻ địch ấy, không ok lắm. Nó không kết liễu xong mấy con kia đi mẹ qua sao. Hào. Mình thấy ra là không ok các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ là cách mình xây con này bị sai các bạn ơi. Mình nghĩ cách mình xây con này bị sai rồi. Có này đúng ra là mình phải xây một đường thẳng thật. Đúng ra là mình phải xây như này để nó chiếu thẳng các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà xây như thế thì mình chỉ chiếu được một đường thẳng thôi chứ nhở. À, xây đường này này, xây chỗ này này. Nếu mà mình xây chỗ này thì bây giờ nó sẽ chiếu hai đường đều là đường thẳng. Ừ, tính ra là mình xây hơi ngu các bạn ạ.
Có vẻ như là cái này là cần một chút gọi là bài học rút kinh nghiệm ấy. Đây nha, mình sẽ thử nha. Đó, con này nó sẽ chiếu cả một đường thẳng luôn. Và nó chiếu tất cả mấy con trên đường thẳng các bạn ạ. Điều đấy có nghĩa là nếu mình nâng lên 1.700 như này, nó chiếu nó kẻ một đường kìa. Ok chưa các bạn? Đấy, có phải thế này nó có phải là ngon không? Ui rồi, mỗi tội là tình trạng này là cái tình trạng nó sẽ bị choáng hơi nhiều các bạn ạ. Cái tình trạng mà kiểu gọi là chiếu một đường thẳng này. Ôi thôi chết rồi. Hình như là con flying so này hình như nó bay qua hay sao các bạn ơi. Mình phải bật con này lên lên cấp tiếp theo để không bị bay qua thôi các bạn ạ. Má, cái con đĩa bay để bay nhanh quá. Không ok lắm rồi các bạn ạ. Nói chung là unit farm tiền mình đang nâng không được tối ưu lắm, tại vì là do mình chơi unit mới mà. Mình chơi unit mới do lại còn map mới nên là mình không biết rằng là phải nâng như nào cho nó hợp lý ấy. Trên là mình đang bị không tối ưu được các bạn ạ. Mình đang không tối ưu được. Yeah. Mình sẽ phá hai con kia ra để lấy mấy con này. Rồi mình sẽ lấy con AOE luôn nha các bạn nha. Mình sẽ lấy con Clover luôn. Clover này thì nó đam AOE nên là ngay bây giờ nó sẽ dọn quái cho mình được luôn. Nó dọn quái mini luôn ngay từ bây giờ. Thì chúng ta sẽ không cần phải đến mấy cái con thổi loa bé bé kia nữa. Coi như là cho mấy con này cút luôn. Up lên luôn. Ui. Ngay cấp tiếp theo nó giảm một nửa cooldown đi còn 0.25. Yeah. Ủa cái gì này? Sao tạo ra cái hộp gì này? Ủa? Hey, wait, what the fuck? Ui. Nó tạo ra cái hộp Lucky Box. Cái hộp đấy có 70.000 máu. Thì nó sẽ đam cái con đi qua mất 70.000 máu ạ. Ui, ok nhờ. Giống như là triệu hồi unit ấy. Thì đây là nó triệu hồi cái hộp đấy. Xong rồi cái hộp đấy nó sẽ đét. Ngon vãi. Ê, tính ra hay nha. Mình nghĩ là mình sẽ nâng thêm cấp nữa rồi. Yeah, có vẻ nãy giờ là con này hơi ngợp. Ui, nó tạo ra hộp 100.000 này các bạn. Yeah, nói chung là mấy cái con chiếu chiếu này cũng hay đấy chứ. Nó chiếu đơn mục tiêu, nó dọn với con mục tiêu mạnh. Còn cái con Titan Cloverman này thì dọn với con mục tiêu yếu. À, cũng dọn được cả mạnh luôn. Mẹ nó tạo cái hộp này dọn được cả mạnh luôn. Đây, tôi nâng lên cấp gọi là cấp 4. 5.777. Ui, trông có vẻ ok đấy. Rồi, làm thêm một con DJ ở đây nữa. Cứ phải gọi là có một con DJ thì trông nó bị ấm được các bạn ạ. Nâng con này 2.700 luôn. Đẹp cho nó quỷ. Ok, mình sẽ bắt đầu nâng unit farm tiền tiếp nha các bạn nha. Nói chung là chơi không biết unit của mình mạnh cỡ nào ấy, nên thành ra là mình không tối ưu được con unit farm tiền. Nên là farm tiền trận này hơi thọt một tí so với bình thường mình chơi. Bình thường mình chơi tầm này là ba con Santa là phải mắc cấp hết rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa mắc cấp cả, không sao cả. Mọi thứ vẫn là ok, vẫn trong tầm kiểm soát. Win là được. À, như vậy là con này không phải là con nào cũng nhận được full dam AOE đâu nhá. Tức là có những con sẽ nhận nhiều dam hơn. Cái con mà vừa bị chiếu laser vừa bị dam AOE sẽ nhận nhiều dam nhất. Còn mấy cái con mà xung quanh thì chỉ nhận dam AOE ít ít thôi các bạn ạ. Và lâu lâu nó sẽ còn đặt ra cả một cái cục block này để nó gọi là chặn quái cơ. Ôi, cái đéo đây. Nó đặt ra quả cục 500.000 máu. Phải cả nồi ạ. Tức là phải con nào 500.000 máu đi qua đây mới phá được cái cục này ạ. Ui, bẩn thế. 72.000 máu như này. Trừ vắt 72.000 máu luôn. Phải cả nồi ạ. Mẹ nó cứ đặt block xung quanh này. Ôi, bẩn thế. Ê, con này hay à. Con này mạnh lắm luôn đó các bạn ơi. Các bạn mà có con Titan Cloverman này, các bạn đi nightmare gọi là vô tư luôn các bạn. Trời ơi, cái cục 500.000 máu nó nổ kìa. Vãi cả trưởng thật. Thực ra là cục này 720.000 máu các bạn ạ. Trời đất ơi. Hình như là một con nó đập vào cục này nó không chết ngay đâu các bạn ạ. Nó sẽ bị trừ một lượng máu nhất định thôi, chứ không phải là 500.000 máu là một con dưới 500.000 máu đập vào phát chết luôn. Nhưng mà về các bạn nó chặn được nhiều quái. Ở đấy, đấy, ui, đi cứ phá từng cục một, phá được xong thì chết con mẹ rồi. Sao cái nó lại đặt ra cục nữa. Ui, con này hay ta. Ê, tính ra con này trông hề hề luôn á. Nhưng mà hay á các bạn. Mà trông cái dáng đó kìa, trông cái dáng trông nó giật kìa. Trông xem người nó có co giật không. Thì dành cho bạn nào chưa biết cái tỷ lệ của con này, thì mình xin nhắc lại, đó là mình đã quay 50.000 Robux, tức là 2.000 hòm. Và tất nhiên là không ra các bạn ạ. Thực ra thì tỷ lệ con này là 0.1, tức là các bạn chỉ cần quay 1.000 hòm thôi thì là 100% các bạn sẽ ra được các bạn ạ. Tuy nhiên thì đấy là theo toán học, chứ còn thực tế thì đã chứng minh đó là tôi quay 2.000 hòm đéo ra thì nói gì 1.000 hòm. Yeah, và đây là cấp max của nó các bạn nha. Khi ở cấp max thì nó sẽ có lượng đam là 13.000, DPS của nó sẽ là 65.000, cooldown sẽ là 0.2. Nhưng mà bây giờ mình nâng thêm DJ TV nữa thì nó sẽ boost lên khá là nhiều. Ồ, hình như là con này có kỹ năng tăng range cho đồng đội các bạn ơi. Nó có kỹ năng tăng cái range cho đồng đội này. Con DJ TV Man của mình được tăng thêm 8% range này. Tức là cái diện tác dụng ấy các bạn. Hình như đây là kỹ năng của con này các bạn ơi. Kỹ năng của con Lee Breton Man này.
là nó có kỹ năng tăng thêm gọi là diện tác dụng kỹ năng hoặc là diện tấn công cho đồng đội các bạn ạ. Đây nhá, ví dụ bây giờ mình sẽ thử áp con này lên cấp 7777 nhá. Để ta xem. Đó, thì con này sẽ tăng thêm 10 range. Tức là range con này từ gọi là 5 năm lên thành 60,5 các bạn ạ. Thì diện con này nó sẽ rộng hơn một chút. Ồ. Như vậy là con này ngoài việc là ngồi chiếu ra nó còn một kỹ năng nữa, đó là tăng diện tác dụng các bạn ạ. Còn con DJ TV main này sẽ là bút. Nếu mà như vậy thì thật sự là đây là bộ đôi hủy diệt các bạn ơi. Bộ ba chứ. Một con này bút như này, một con này gọi là bút Kunda và Dam, một con bút Rain. Và đây, con này sẽ là con Dam. Như vậy đủ hết luôn các bạn. Lại còn tạo thêm cả mấy cái cục để chặn bọn toilet nữa. Thì bây giờ hỏi là bây giờ con toilet nào đi được qua đây ạ? Bây giờ câu trả lời là con toilet nào đi được qua đây, cho xin cái địa chỉ. Chứ bây giờ chịu rồi. Bút vừa bút Rain lại còn vừa bút cả Dam vừa bút cả Kundao. Mẹ mày chiếu xa loi cả Ken như thế này thì thôi. Bây giờ còn bao nhiêu cái cục để nó phá bao giờ mới hết. Vãi cả nồi ạ. Nó đặt cục cất cả tận đây cơ à. Tao tưởng phải đặt xung quanh đây thôi. Con này nó spam nhiều cục vãi. Đầu tiên mình thấy nó hơi khó một tí để đép lúc có con này. Nhưng mà có con này rồi ấy các bạn, nó như kiểu là kiểu cái trò chơi này nó bị dễ. Thậm chí nó còn, mình cảm giác nhiều khi nó dễ hơn con Hyper nha. Nhưng mà nói thế thôi, chắc là không dễ hơn con Hyper đâu. Nhưng mà đúng là con này quay còn khó hơn con Hyper các bạn ạ. Con Hyper mình quay cũng chỉ tầm 35.000 đô bắc thôi. Quay 50.000 tôi chưa ra. Nên là tính theo một tỷ lệ nào đấy thì khéo con này quay khó hơn con Hyper. Vãi cả nồi, nó spam mẹ mày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Phải tầm 20 cục. Phải tầm 20 cái block. Cái block này mình còn nếu đi qua được các bạn ạ. Nói gì bọn toilet. Thì bây giờ hỏi là bọn này đi qua kiểu gì. Mình nghĩ chắc là bây giờ mình sẽ để im nhá. Mình sẽ không xây thêm ấy, để xem là cái bọn này nó đụng thì bao giờ đụng hết được mấy cục này nhá. Bây giờ cho mình hỏi nhá, cái con 1 triệu máu này sẽ phải đi bao nhiêu lần để có thể vượt qua được cái đống hộp này. Vãi cả đồi, 1 triệu máu mà đi chặn được có mấy cái hộp đầu tiên thôi, đến mấy cái hộp sau đã chết rồi. Mà cái con này nó có dừng lại ở đây đâu. Giờ nó còn đặt thêm cơ mà. Cay thật các bạn ạ. Tôi mà là mấy cái con unit, à tôi mà là mấy con toilet chắc tôi cay chết mất. Vãi cả đồi, mẹ nó cứ đẻ ra thêm hộp này bẩn đéo chịu được thề. Con thì bút tầm đánh, con thì bút Dam, con thì bút Kundao, con thì ngồi xây hộp. Úi dồi ôi, tôi lắp thêm một con nữa cấp mắc nữa. Thì đúng là tầm này có mà đép đến già các bạn ạ. Mình nghĩ chắc là cái thứ làm khó duy nhất cái con Titan Cloverman này hiện tại đó là cái chế độ LS thôi các bạn ạ. Mình nghĩ là vào trong LS thì sẽ có một điểm yếu nào đấy của nó. Kiểu như nó xây mấy cái cục này thì đồng ý là nó chặn được nhiều máu thật. Nhưng mà vào LS ấy nó có cả những con boss 60 triệu máu ấy. Ví dụ như Way 90 là 60 triệu máu. Thì đấy các bạn bảo đấy. 60 triệu máu như vậy thì nó đụng mấy cái hộp này thì coi như là vỡ hết còn gì nữa. Thì tính ra là con này nó cũng sẽ không mạnh lắm ấy. Cho nên là nếu như một con này vào trong cái endless thì mình nghĩ là khả năng nó sẽ bị yếu. Nó sẽ gọi là lộ rõ điểm yếu của nó ra. Chứ bây giờ vào Nightmare thì không được rồi. Vào Nightmare toilet nó chỉ có tầm cỡ gọi là cứ 1 triệu máu, 2 triệu máu là tối đa. Mà bây giờ đụng mấy cái cục toàn mấy trăm nghìn máu, mấy chục nghìn máu như thế này thì cũng mà chết. Đây này, con này 1.3 triệu máu, đụng cục 150.000. Nhìn nó chuẩn bị đụng cục nữa này. Rồi, đụng cục nữa này. Rồi, chuẩn bị con kia nó sẽ xây dở một cục ra này. À không, nó không xây, nó xây đằng sau các bạn ạ. Nhưng mà chưa được chạm đến mấy cái cục đằng này thì đã chết rồi. Ngửi được cái mùi thôi là ngất rồi các bạn ạ. Tôi thừa 50.000 tiền rồi. Nên tôi đánh giá là cái con này đép còn mạnh hơn con Hyper là có thật các bạn ơi. Bạn nào so sánh con này với Hyper, theo tôi đánh giá là con này nó ngon hơn Hyper nha. Con Hyper nó cũng có đam AOE đúng không? Nó cũng gọi là DPS của nó tầm 80.000 đúng không? Nhưng mà các bạn biết gì không? Con này nó xây được mấy cái hộp để chặn. Con Hyper thì không các bạn, con Hyper chỉ đam thôi. Con này nó có thêm mấy quả xây hộp nữa. Bẩn đéo chịu được. Thực sự bẩn. À mày nó mạnh thì phải gọi là khỏi bàn luôn. Bảo sao quay con này khó thế. Các bạn biết thêm một điểm mạnh của con Cloverman này nữa là gì không? Đó là nó cực kỳ nhỏ gọn các bạn ạ. Nó có thể xây được rất nhiều con ở cùng một khu vực gần với nhau. Đéo như con Drill các bạn ạ. Ví dụ như con Titan Drillman nha, nó sẽ bị điểm yếu đó là nó xây tốn diện tích vãi cả build thì nó mới mạnh đúng không? Con Hyper thì đấy, nó cũng khá là nhỏ gọn nên là cũng xây được. Và con này cũng vậy luôn. Thậm chí mình thấy con này còn nhỏ hơn con Hyper. Con Hyper không thể xây được cả 4 con ở một cái khu như này được. Hoặc là xây được thì nó cũng phải gom gom cơ. Con này xây gọi là vô tư luôn các bạn ạ. Và đây, mình xây được gần như là lúc mẹ phải 6 con trong một con DJ TV. Mà đấy là còn vướng mấy cái hộp này nhá. Tính ra không á, tôi xây được 1 tỷ con nữa. Nhưng mà xây chuẩn á, tôi phải xây được 1 dàn.
Trời đất ơi. Xong rồi nó boost rain. Trời ơi, có một số con không được boost rain nhưng mà không sao cả. Cái rain thì cũng không cần thiết lắm. Quan trọng là đam và cooldown thôi, chứ bây giờ rain lần này đéo nữa. Đây, tôi xây gọi là 6 con Cloverman. Và yeah, nó chiếu cho bọn toilet đéo thở được các bạn ạ. Chơi game nó hơi dễ, mình không trải nghiệm được cái map mới gì cả. Mà cái map mới này trông cũng đẹp. Ừ đấy, rồi toilet thì nhìn gọi là cũng gọi là mới mới, hoặc có thể là đéo mới cho lắm. Nhưng mà con unit thì chắc chắn là vãi đái. Quá mạnh. Con 777 này cũng rất là mạnh nha các bạn nha. Đáng để đổi, thật sự là đáng để đổi. Các bạn nên chơi để cày lấy con này. Ngay vào luôn cho mình ạ, ngay vào luôn. Con này nó quá là ngon đi. Các bạn hãy thử gọi là lấy con cầm gậy này trải nghiệm. Trải nghiệm cái sự gọi là bố đời của nó. Tôi sẽ nâng thêm một con cầm gậy lên cấp max để thể hiện quan điểm các bạn ạ. Đây, để thể hiện quan điểm. Đấy. Tôi nâng thêm một con nữa cấp max luôn, thể hiện quan điểm tiếp luôn. Xôi. Như vậy chúng ta có một dàn chiếu laser và một dàn chiếu gậy. Nói chung là đam đơn mục tiêu nó không mạnh lắm đâu các bạn ạ. Mà được cái là toàn là đam AOE hết, cho nên là nhưng mà đi Nightmare thì vô tư quá. Đi LED tôi không biết như nào. Yeah. Và như vậy là tôi đã chiến thắng Nightmare của map Cameraman HQ khá là dễ dàng với con Titan Cloverman. Tôi sẽ đem free shop con này để bán cho bạn nào may mắn các bạn ạ. Tôi mua lại bây giờ 25.000 game. Tôi bán chắc chắn là tôi bán rẻ thôi. Ok, thì ok, chắc là hôm nay video của mình sẽ kết thúc đến đây thôi. Mặc dù là mình không quay ra con Titan Cloverman, nhưng mà mình cũng đã được test cái gọi là cái sức mạnh của nó rồi. Phải gọi là quá là dã man, tàn bạo vô nhân đạo. Các bạn muốn mình test thử gọi là quay con này được không? Để mình làm 100k Robux, mình quay thử con này để xem được ra con này không các bạn nhá. Chứ không quay ra con này này, tôi mẹ trầm cảm tiên đình, tôi không thể ngủ được mất, tôi mất ngủ hôm nay đấy các bạn ạ. Yeah, và các bạn đừng quên là nếu như các bạn muốn mua unit thì hãy đến ngay với cả là hungakeatoilet.vn, link dưới mô tả các bạn nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc ngày tốt lành. Bye.